chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo và vệ sinh mã HP Pavilion G4. Em mã này không có gì là khó lắm. Như tất cả các mã khác là tất cả các mã laptop thì trước khi tháo là ta phải bỏ pin này. Đẩy cái lẫy thì tự đẩy lên, gạt ra xong tháo luôn hai cái nắp vít. Cái mã này là ta không tháo bàn phím trước được đâu nhá, bởi vì đây có cái ốc bàn phím ở sau này. Đây, các bạn nhìn này, đây nó có cái biểu tượng cái hình bàn phím này. Đấy. Cho nên là không thể cố cậy cái bàn phím được đâu. Rồi tháo mặt D trước. Rồi thấy mặt D này nó có các cái con ốc bắt lên bàn phím. Cho nên là nhỏ một tí. Tháo hai con ốc này ta rút được bỏ xi ra. Bỏ cứng ra. Đấy, kiểm tra xem hết toàn bộ ốc chưa? Bạn nhìn kỹ hết rồi, mình ở đây là mình nhìn thấy là hết, còn tí nó còn thì tháo tiếp. Giờ tôi tháo bật tí ra. Nên các bạn nên dùng những cái phanh đẩy như này. Đây, đây là cái hiện tượng của đây, mình tháo bàn phím nha. Mình cho các bạn xem là cái hiện tượng của những cái thợ không chuyên làm này. Đây, sứt hết các cái mép lấy này. Đây là lấy cái tô vít hai cạnh để cắm vào để cố nghiến răng nghiến lợi cậy ra thì nó bị thế, rất là xấu. Xấu toàn bộ máy luôn. Đây các bạn chú ý cái phần này. Tháo cáp dùng cáp này ra. Hết. Để nguồn. Đấy. Mà xe này không có con ốc nào cả. Tháo thôi, chả có gì hết. Đã ra được mặt xe. Bỏ cái USB bên tay phải ra. Rắc nguồn. Loa bỏ tất. Các màn hình. Xong. Giờ xem có con ốc gì trên đeo. Trên đây là người trước đây là ai đó tháo ra bỏ một con ốc ở đây, có một con ốc bạn đây các bạn thì có dấu mũi tên.
đấy. Xem vào hiện trạng này thì còn có ốc nào không. Như mình nhìn đây là không có con ốc nào. Như này là ta chưa rút ra được đâu. Bởi vì là mình quên mất một việc là không tháo wifi ra từ ban nãy. Tay còn wifi. Tay tháo wifi ra tôi mới nhấc lên được. Rất xin lỗi các bạn, mình cũng không nhớ. Đấy. Các bạn làm chú ý giúp mình nhé. Mình sẽ không quay lại cái video này nữa vì nó rất mất thời gian. Đây là những cái gọi là lỗi nhỏ nhặt này, các bạn thông cảm cho mình. Đấy. Nhẽ ra là đây phải có một con ốc. Nhưng mà trước đây ai đó tháo ra rồi là đã không bắt ốc vào. Cho nên bây giờ là mình không phải soi con ốc nào nữa. Đây các bạn tháo cái cắp. Trời ơi, không phải bắt con ốc nào nữa. Các bạn nhấc lên, nhấc luôn. Đấy. Tí nữa mình sẽ bắt thêm con ốc vào. Đấy. Ok cho các bạn. À, cũng như tất cả các bạn khác thôi, ta tháo tản nhiệt ra. Dắt nguồn cho quạt, nhấc lên. Đấy, các bạn nhìn này, khô hết rồi, rất bẩn, đúng không? Để đây đã, ta tháo nốt cái quạt này ra. Ở đây quạt ốc này là ta tháo hẳn ra nhá. Người ta nhấc toàn bộ cái quạt này ra. Đây. Có hai cái lệnh. Cậy ra. Cậy ra. Em ra để ý cái điện thoại này là khách. Ok. Em xem đấy hỏi gì. Đây, ta tháo toàn bộ quạt ra. Đấy, quạt này chắc là có đồng chí nào vệ sinh qua rồi, cũng khá là sạch, chúng ta sẽ làm lại đây. Ta sẽ tháo toàn bộ ra như này, ta sẽ vệ sinh thật sạch. Cái này mình sẽ dùng cái chổi chổi phẩy, chổi sơn các bạn đã mua có mấy nghìn cái. Này, và ra phẩy sạch sẽ. Hết cả cái phần đầu tản nhiệt này nữa. Tí mình sẽ mang ra ngoài mình phẩy. Ở trong nhà này bẩn quá. Nhá. Còn cái mặt tản nhiệt này. Keo cũ thì ta phải lấy sạch, làm sạch ra đi. Ta lấy cuộn giấy. Lấy cái xin. Làm xong vứt đi luôn. Nên các bạn lau sạch đi. Đấy, các bạn lau sạch ở phần tản nhiệt trên. Sạch cái keo đi, cũ đi. Đấy. Xong nha, bây giờ mình sẽ mang ra ngoài mình phải sạch cả cái mền luôn. Cả các cái quạt này nữa nha. Các bạn đợi mình đi.
đây sạch sẽ rồi các bạn. Chờ mình phải qua cái mặt C và cái mặt D của nó cho nó sạch sẽ các cái chỗ hút bụi cho nó sạch. Đây các bạn, tiện các bạn tháo ra như này thì nó có hai cái chỗ chân bản lề này các bạn nhìn này. Đấy, tiện nhé, mình tháo ra thì các bạn xịt cho ít RP7 vào đây. Đây RP7 các bạn xịt vào đây cho nó trơn. Đấy, nó khỏi rít, nó bản lề nó bền hơn. Thì mình ra ngoài mình xịt. Ok, ngon lành rồi. Bây giờ đến cái quạt. Cái quạt này khi mà nó quay trong một thời gian dài thì các cái mặt sắt nó sẽ bám vào đây rất là bẩn, và nó sẽ làm cho cái vòng quay này của quạt nó không được nhanh như trước nữa. Ta xé một ít giấy đấy, kẹp vào cái tay nha, các bạn làm sạch nó luôn. Đấy, các bạn lấy một ít acetone hoặc là xăng A92. Đây các bạn quét quanh cái mép của cái quạt này. Đấy, các bạn nhìn. Bẩn không? Cực kỳ bẩn. Đây toàn là các cái mặt sắt luôn. Đấy, sạch sẽ rồi. Ok chưa? Lò qua cái này đi. Đấy, còn ở cái trục giữa này thì các bạn cho một ít dầu máy khâu vào. Này, cái dầu máy khâu này vợ mình mua cho. Nói chung là làm hết cái lọ này là mình sẽ mua được ô tô. Bẩn thì Mazda 3, không thì là cũng phải Mazda 6. Cứ hết cái lọ này, bởi vì mỗi một lần như này tra các bạn như này có một giọt, có khi nửa giọt là được. Mà hết cái lọ này đảm bảo các bạn riêng cái tiền đi vệ sinh không, dạo không này cũng phải được con Mazda 3 hoặc là Mazda 6 rồi. Còn thừa đâu để lại cho con cháu nó dùng tiếp. Cái này chắc đến đời con mình mới hết được, mà không biết nó có theo nghề không. Đấy, các bạn cho quạt vào. Đấy, thấy chưa, tít chưa, quá tít, nhẹ cái là quay thôi. Ok, ta lắp lại thôi. Để hai cái lĩnh nào vào tí cho nó ôm. Đấy, đói quá, tay nó dùng các bạn, cắm mãi nó không vào của nó. Dạo này mình đang kiêng béo quá, trông mặt thì đẹp dai rồi đấy, nhưng mà mỗi cái là thân hình thì nó hơi đồ sộ, nên là run vì đói chứ không phải là vì ngại hay vì sợ cái gì. Đấy, đã xong rồi các bạn, lấy cái bên đây tra keo tản nhiệt vào đây. Cái tích keo tản nhiệt đấy các bạn, nếu mà dùng một lần thì mua cái tích nhỏ thôi. Đây, tích nhỏ nhà mình bán có 15.000 một tích. Đấy, còn cái tích to này nó mất mấy chục nghìn, thì cái nữa là ai mà làm nghề làm chuyên nghiệp này mới mua tích to này, chứ dùng bao giờ cho hết được. Các bạn tra vừa phải nhá, không phải tra nhiều nó tràn hết rồi. Đấy, tra vào giữa đây, xong tí nữa mình đè lên cái là nó sẽ tự dàn đều ra, chứ các bạn không cần phải thò tay vào bôi dàn ra làm gì cả. Cái động tác đấy nó hơi bị thừa. Đây, dí xuống cái là nó tự dàn đều hết cả. Đấy, nhà các bạn bắt đầu qua.
các bạn cứ bắt chéo ốc nhá, đối diện luôn cho nó khỏi bị vênh. Mớ mớ mà thôi, trong tí ta bắt đầu bắt chặt đấy. Ok, ok luôn, cắm rất quạt vào, một tí nữa lại chả thấy quạt đâu, không thấy quay. Xong bây giờ gấp trả lại như cũ, nó sẽ nghiêng như này, các bạn nhìn này, các bạn nhìn đó. Cắm cáp vào, không quên một cáp này các bạn nha. À, ổ cứng loa con này sẽ đập rồi, cút đây này, thế rơi ra cái mảnh, lắp cái mảnh vào. Sờ kê đã xong, cắp màn hình cắm vào, không tí nó lại không lên hình, không biết vì sao. Cài cái lẫy lên đây, cài cái dây xuống đây, nó có cái đấy, có ngoãm giữ này, hút cái nguồn vào. Ta biểu USB tên phải, xong chắc là không còn gì à, mà vẫn còn các bạn ạ, còn một con ốc ở đây, bắt mà người ta không bắt nãy bảo thiếu đấy. Hay để mình lấy con ốc khác cũng bắt vào. Có gì đâu mà dài, làm đi, cố mà học đi. Con ốc ok à, ta lắp phần xe vào thôi, chắc không còn thiếu gì đâu nhỉ các bạn nhỉ. Thiếu bật nó không lên biết ngay. Đấy, đã xong, úp nó xuống, bật mấy con ốc này vào hai chiếc cam, tí bẻ vào để gãy. Không may quên bẻ vào lấy cái gãy, vì nó không có hai con ốc vít được cái đây, rất là nguy hiểm. Các bạn ơi, ốc sổ hết ra luôn. Lắp cái ổ CD vào.
wifi, bạn lắp wifi vào. Các khẩu súng vào nha các bạn nha. Quên là tí bật tôi không thấy lên gì đâu. Lại bảo lỗi win. Xong, còn thiếu con ốc nào? Còn thừa duy nhất một con ốc. Con này thì làm gì các bạn biết không? Bắt vào cái ốc bàn phím này. Đây. Giờ ta bắt đầu lắp bàn phím vào. Đây, con này nãy bị tụt ra, cắm nó vào. Không thì lỏng lắm. Ok, hốt cáp thì nguồn. Xong, hốt cái bàn phím vào. Đấy, giờ thì còn con ốc cuối cùng à, nó sẽ vào đâu? Vào đây thôi. À chết không. Vào đây, có việc tới cái bàn phím đây. Đấy, xong. Xong nốt cái nắp đi vào nữa. Là kết thúc. Ok, lắp pin vào, bật xem nó có lên không. Đấy, thế là mình đã hướng dẫn các bạn là tháo và vệ sinh rồi lắp lại mã HP Pavilion G4. Đấy, chúc các bạn một ngày vui vẻ, luôn luôn gặp mọi điều may mắn. Các bạn xem video nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Chào tạm biệt các bạn.